Việt Kiều bốc xuống à. Cứ xuống mà Úc ơi. Trắng trẻo mập mạp đẹp trai quá. Hello tất cả mọi người, hôm nay Toán sẽ đón một vị khách đặc biệt từ Úc trở về Việt Nam để thăm quê hương và sẽ quay lại cho các bạn xem. Hôm nay thì Toán sẽ quay cảnh nhà của Toán nha. Bây giờ là mình giới thiệu một mớ bông mà sao hè của Toán nè. Đi ra đây Caramel ơi. Ở vườn nhà mình thì có trồng rất là nhiều cái loại bông trang. Bông trang này là lúc trước là Toán đi bán nè. Trang Mỹ Hồng nữa, bạn thấy mình nhìn màu sắc đẹp à, ghê. Đây nè. Ở đây là mấy cây mai mình trồng sau vườn các bạn ơi, rồi tham quan vòng vòng vườn mình trước khi vô nhà. Rồi sau ngoài đó, những loại bông kiển thì bên mình còn trồng một ít trái cây nha các bạn. Ở vườn mình thì ở rất nhiều ít người trồng trái cây ở xứ này, nhưng mà mình cũng tận dụng được, trồng được mãng cầu nè, ổi. Mời cả nhà thưởng thức ổi của mình nha, ổi này ngon. Ổi chua khá là ngon. Mình ở đây mình chuẩn bị rồi, rau này để làm gì mẹ, làm gì ăn? Cuốn bánh và tôm. Cuốn bánh tôm chứ không phải là bánh tráng hả? Bánh tráng rồi bánh tôm hả? Còn đây là món khoái khẩu nè, hủ qua, hủ qua dộn. Ai vậy? Ủa, vợ mình đang hò, nó lột hộp vịt giữa luôn. Vịt trắng này các bạn ơi, giữa nước nữa nha. Theo tôm đồ ăn cũng được không à? Không biết à? Mày đưa gái nè, bốn nhà có bốn đứa gái. Mày biến, mày đực biến ra, tao đang quay bốn đứa gái. Hai đứa nhỏ hả? Đi té 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 trời, té quần. Chết kìa, muốn ra, té. Hai đứa nhỏ thì nó lạc núm. Đứa này nè. Hung dữ ghê không? Không phải giỡn đâu nha. Ở đây mình có gâu nhút. Tiếp con cái tiếp. Rồi, Việt Kiều bốc xuống à. Nghe lại cái chỗ quay xe đó. Mưa xuống mà Úc ơi. Mưa xuống bác. Dạ. Chị hai. Bác Tư. Ồ, trắng trẻo quá, mập mạp đẹp trai quá. Ồ, mặt tươi. Nhìn trời. Dinh nó gần rồi. Quá. Chào anh. Khỏe không anh? Ờ anh. Sao cấp này em thấy anh hơi bị ốm nha. Anh bị thi anh ba. Thi tướng còn đã với si gì vậy? Dạ. Dính này vô hả? Dính này nè con. Dính này nè. À, bổ. Ui trời ơi nặng. Trời ơi nó mạnh gì. Gieo nhưng mà bén dữ vậy. Hả? Giao Thái. Người Úc về sắc Giao Thái thì có làm sao? Ghê gì mà bén dữ dân vậy? Rồi ở bên Úc mà bác có thịt heo ăn không ta? Có, thứ gì cũng có. Tự ăn bổ Úc không chứ? Ừ, cho nên gieo thì đó phải ngon. Hả? Rồi, bác Tư vô rồi đúng không? Bỏ cái giữa tay, ổng vô bà về vô thắp ngang cho. Sẽ không có gì cả. Dây này là Đâu? Ổng đâu, không cho ổng đi mà, bắt ổng ở nhà. Hai người sao đi hết, còn bả chi? Bỏ mẹ nhà ha. Rồi bò. Còn Hải chi? Hải nó mặn rồi. Rồi. Con sợ ăn được ngứa. Ngứa không vô? Mày ăn ngứa, tao ăn đâu ngứa không? À, có ăn cái hào đó chưa? Cậu có ăn hào đó chưa? Hào. Chưa cậu được rồi. Chưa hả? Phải rồi, mới đem về sao ăn được. Phải không, nó ăn rồi, tôi cũng không chịu đâu. Bò hợp dính con hào à. Ông Hoàng đục đã có ông tính đi, ông ta mò với ông Hùng 1kg luôn. Để mà ông không ăn. Ở đâu, ở đâu? Kìa, con nó hở kìa. Cái này phải lấy cái dao cài ra nữa chứ đâu. Lấy cái dao nó hở nữa, phải không? Để
rồi. Ở đây ai mà cậu cho con nhậu cái gì vậy cậu? Món đặc sản của Vĩnh Thận. Ờ. Rồi cậu xuống là. Cho cái gì cậu? Nè nè, nó dưới này quá. Trời ơi, tôm đã không? Này chúng vô nha. Chấm vô bồ tạc hay chấm vô cái kia? Chấm muối ớt hả? Bồ tạc. Có để bồ tạc chưa? Bồ tạc đó. Bồ tạc à, cái đó phải không? Anh muốn chấm thì chấm muối ớt chấm. Còn nào không cái coi ơi. Ngồi nào cái nó nằm đó luôn mỏi luôn. Không ngồi luôn cha. Ngồi chứ chạy vòng vòng dạ. Tiếp khách. Bếp lên bếp. Cái này nó chín luôn không? Chín. Chín không? Cái này nó được. Cái này mới đâu chín được cái đó. Chín, còn ăn cái đó không không chín. Mình thử có độc không nha các bạn ơi. Ở nhà ông mẹ ông đãi này mình chỉ sao nó mình mới nhắm ăn. Bữa nó không đóng bỏ vậy. Chín rồi. Tính tính kìa thử đây. Wow. Thứ gì chịu nổi cảnh này. Để chấm con nó tới vô một tạc. Thứ gì chịu nổi cái này. Bác Tư mình bảy mấy tuổi mà bác Tư mình uống hết độ rồi các bạn ơi, chạy độ cho ổng tức quá không ai uống, giờ là bắt đầu bác Tư mình cự rồi, không ai uống nói chuyện hoài mà bực bội. Thôi mà tàn thắng làm được bác Tư, bắt đầu giỏi này á bác Tư, thắng mà chạy rồi, giỏi này hả? Yếu trời, tôi chưa kêu út mà giỏi này dòm em gãy con răng nè. Tém một cái thì chép cho bác Tư không ai. Ngon quá. Thấy chưa? Bạn có nói chín rồi. Được mà mới hơ hở là uống tư. Nó bị dính. Dính rồi. Cái đó đường nào cũng dính thịt rồi. Hồi nhỏ mà hậu mà với tay chanh giống này. Tại vì nhéo nhão thì dính cái càng lớn rồi thẳng. Còn quay khúc dao nữa. Quay mấy ông nội này đó. Cứ biết ực thiệt. Sao anh có ăn chưa? Làm miếng à anh? Cái này chín mà anh. Cái này chín à? Cái chín mà. Vô tóc mày đi, người con thử coi. Mày đi ra mày kiếm cái gì đựng vỏ này không? Chưa uống được góc nào chứ là kiếm nữa rồi. Vô. Vô bộ đi. Vô. Bộ con không có gì à. Bộ con không có gì đâu, nó chơi ma đặng ba uống liền. Trời ơi, chưa uống một thuốc.